hoặc sanh nơi biên địa hạ tiện xấu ác, hữu tình tập trung đó chịu các khổ não. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát này tuy đầy đủ thiên nhãn thanh tịnh như vậy, có thể thấy hữu tình trong các cõi ở mười phương chết đây sanh kia, nhân quả sai khác, nhưng trong đó không tự cống cao, không chấp tánh của thiên nhãn trí chứng thông, không chấp vào việc thiên nhãn trí chứng thông, không chấp người có thể đắc thiên nhãn trí chứng thông như vậy. Đối với chấp hay không chấp, cả hai đều không có gì để chấp. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì tự tánh không, vì tự tánh lìa, vì tự tánh xưa nay bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy không vì ham vui mà phát sanh thiên nhãn trí chứng thông như thế, chỉ trừ vì đắc trí nhất thiết trí. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát.